Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Carryshack, hay còn gọi là Suzuki Lam Tạ, phiên bản thùng nhôm tiêu chuẩn với chiều dài thùng lọt lòng lên là 1m9. Chiếc xe Suzuki Lam Tạ là một trong những dòng xe tải nhẹ tốt nhất trên thị trường hiện nay, với doanh số bán ra là lớn nhất trên thị trường suốt hơn 20 năm qua, được thị trường Việt Nam đón nhận bởi vì độ bền, ổn định, tiết kiệm và kéo theo đó là độ giữ giá khi chúng ta muốn bán lại xe. Chiếc Lam Tạ này chúng ta sẽ có các phiên bản thùng, nhưng trước mắt chúng ta đây sẽ là phiên bản thùng kín với chất liệu đóng thùng là nhôm. Ngoài ra chúng ta còn các phiên bản thùng như đây sẽ là phiên bản thùng mui bạt tôn phẳng, cũng là thùng tiêu chuẩn với chiều dài thùng là 1m9. Ngoài ra bên mình còn một loại thùng siêu dài nữa với chiều dài thùng lên đến là 2m13 lọt lòng, giúp chúng ta có thể chuyên chở hàng hóa nhiều hơn. Tổng thể về cái thiết kế của chiếc Suzuki Lam Tạ này vẫn mang đặc trưng của Suzuki, đó là bền bỉ, thực dụng và đơn giản. Tuy nhiên nó lại có một cái hiệu suất sử dụng rất cao và độ bền cũng như độ ổn định trong quá trình chúng ta sử dụng. Khoang nội thất đặc trưng Suzuki, thực dụng, đơn giản. Chúng ta sẽ có trang bị các cái cổng chờ khi chúng ta muốn lắp điều hòa. Chúng ta có hệ thống giải trí FM radio, có thể kết nối với điện thoại để chúng ta nghe nhạc. Bên dưới là vị trí của tẩu thuốc, nhà tàn thuốc. Đây chúng ta sẽ có một cái hốc để đồ. Cũng rất đơn giản thôi, tuy nhiên phải nói là nó sẽ không bao giờ hỏng được. Đầu xe được thiết kế ngắn, gọn gàng, giúp chúng ta dễ dàng quanh co cho di chuyển trong các cung đường chật hẹp. Với thiết kế bền bỉ theo thời gian, chiếc xe thùng nhôm này thì độ bền sẽ rất cao. Với phiên bản thùng kín này thì chúng ta còn có trang bị cả hệ thống đèn báo đi ban đêm trên thùng. Đây sẽ là phiên bản thùng nhôm dập sóng. Phần cửa thùng được làm rất chắc chắn, cẩn thận, với hai thanh khóa rất cứng cáp và chắc chắn. Đây sẽ là phía trong lòng thùng. Thùng sẽ được đóng lên từ chassis. Và trong lòng thùng chúng ta có sẵn cái đèn trần thì chúng ta bốc xếp hàng hóa, đảm bảo tầm nhìn. Ngoài ra bên mình còn có lựa chọn cho khách hàng, như đây là thùng một lớp tiêu chuẩn. Chúng ta có thể đóng thùng 2 lớp, 3 lớp tùy theo nhu cầu sử dụng của những loại hàng hóa khác nhau. Phần sàn cũng vậy, đây sẽ là phần sàn tiêu chuẩn. Ngoài ra chúng ta có thể lót sàn tôn hoặc sàn inox tùy theo từng loại hàng hóa mà chúng ta sẽ lựa chọn cho nó phù hợp. Hiện tại bên mình cũng đang có rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử mua xe, các dòng xe Suzuki, đặc biệt là với dòng xe Lam Tạ, xe 8 tạ và xe tải van. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của các dòng xe Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.